sao đây là gì? Em đi tìm thầy. Tìm thầy vừa mới bảo là tháng một mà. Em không biết à. Cô thương chết thầy. Ai nói gì đâu. Có sao mọi người không nhắc đến trên. May mà thầy chạy đúng lúc giữa con thang. Nào, vậy chúng ta có bài thực hành tiếp theo không? Thì qua đến chi dưới. Là chia tay nhau rồi. Cái buổi chia tay nó sẽ rất là ngậm ngùi. Không thể là thành viên nữa. Cảm thấy là buổi thẳng trang. Đã chia tay. Chúng ta hôm nay nó là xương và cấp chi dưới đúng không ạ? Và như ở chi trên thì nó có một cái phần đó là mối liên quan giữa cái chi trên với phần ngực đúng không ạ? Ví dụ như chi trên liên quan phần ngực qua hai xương, xương bả vai và xương đòn đúng không ạ? Thì ở đây chi dưới cũng liên quan với cả phần cấp hông. Chúng ta biết là xương đùi thì nó sẽ khớp được với cả xương tuyến chậm đúng không ạ, tương tác cơ thông. Và ở trên thì cái cấu trúc gồm có hai xương vai và xương đòn, đang gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, đai ngực thì cái đây gọi là đai hông. Đai hông được tạo thành bởi hai xương tuyến chậm và xương tuyến phía sau đúng không ạ? Ngoài dùng cái chỗ hông ra thì theo cái khái niệm của chi dưới thì nó là đai hông, đai hông tăng tăng. Đây là đến cái xương đầu tiên của chi dưới là xương đùi. Xương đùi là cái xương dài nhất cơ thể, đúng không ạ? Và nó chịu phần lớn cái trọng lượng từ trên của cơ thể. Vì vậy bạn nhìn thấy nó rất là chắc chắn, đúng không ạ? Về mô tả của nó thì nó là một xương dài. Nhưng ta nói với nhau rất nhiều lần về cái cấu trúc chung của xương, đúng không ạ? Đây là một xương dài gồm hai đầu xương, một phần xương. Ở đầu trên của xương đùi, đầu trên xương đùi thì là nó rõ ràng hơn trên tay ở chỗ là cái chỏm xương tách biệt khỏi phần thân xương, đúng không ạ? Chúng ta thấy rõ ràng là cái chỏm xương nó chiếm 3/4 hình cầu, nhá. Đúng không ạ? Một cái thể tích lớn hơn so với cái chỏm xương cánh tay. Và giữa cái chỏm xương cánh tay cùng phần còn lại của đầu trên xương cánh tay thì nó có một cái đường rãnh, đúng không ạ? Chạy vòng quanh chu vi đến gọi là gì nhỉ? Cổ gì nhỉ? Cổ giải phẫu đúng không ạ? Thì cái cổ giải phẫu của xương đùi bạn thấy nó rõ ràng rất nhiều, đúng không ạ? Là cả một đoạn cổ. Và đoạn cổ này thì gắn cái phần chỏm với cả phần đầu trên còn lại của xương đùi. Ở trên đây chúng ta nhìn thấy cái điểm sau. Phần án thứ 1 đây, chỗ này là một cái hố chọc xương đùi và thấy nó lõm vào. Cái hố chọc xương này thì là nơi bám của dây chằng. Dây chằng này bám từ hố chọc xương đùi đến đáy ổ cối. Đây, đáy ổ cối. Nha, đáy ổ cối đây. Đáy ổ cối. Đúng không ạ? Bạn sẽ thấy một cái đường, cái chỗ lõm đây. Bằng đáy này. Đúng không? Cái đấy gọi là dây chằng tròn. Cũng là tên là dây chằng tròn. Dây chằng tròn này nó ngắn thôi, nhưng mà thông thường thấy rằng trong dây chằng tròn đó thì nó có một nhánh mạch được tách ra từ đùi để cấp máu cho bộ phận của chọc xương đùi. Trong dây chằng tròn có một nhánh mạch được máu cho một phần của chọc xương đùi. Phần tiếp theo là phần cổ xương này. Phần còn lại của đầu trên của xương đùi thì gồm hai cái mấu. Ở phía trên này là mấu chuyển lớn, phía dưới này là mấu chuyển bé. Nên thấy rằng là từ mấu chuyển lớn đến mấu chuyển bé, nếu nhìn phía trước thì nó có một đường gồ lên nhưng mà không quá là cao mà chỉ là hơi mờ mờ thôi, đúng không ạ? Người ta gọi cái này là G hay là đường giang mấu. G giang mấu hoặc đường giang mấu. Nhưng phía sau thì nó nổi gồ cao hơn, đúng không ạ? Và gọi là màu giang mấu của cao hơn. Ở đây có cái hố. Thế này người ta dán cái số 6 người ta vẽ không tên mà. Cái hố này thì người ta đúc vừa ngón tay. Đấy, đúc vừa ngón tay gọi là hố ngón tay. Nhá, hố ngón tay. Cố ngón tay là nơi bám của dây chằng của đùi, đúng không? Đấy, đây là các cái cấu trúc mà ta thấy trên này. Xuống, ra ngồi đùi lát, ta sẽ nói về khớp háng và sẽ mô tả cái này sau. Xuống dưới là thân của xương đùi. Thân xương đùi bạn nhìn trên sẽ thấy nó hơi cong ra trước, đúng không ạ? Nó cong ra trước, nhưng mà có một cấu trúc gắn vào thẳng là cái đường này, thấy không? Mặt trước hơi cong trước, nhưng mà cái đường này là đường thẳng. Đường này là một cái mảnh xương cứng. Nếu như mà người ta cắt ngang xương đùi ra thì cái xương đùi nó hình bằng tam giác này nhá. Và phía sau nó được bổ sung bởi mảnh xương cứng dày lên, đúng không ạ? Cái này gọi là đường ráp của xương đùi. Đường ráp xương đùi nó có những bộ tăng cứng xương đùi, thấy chưa nào? Tăng cứng xương đùi. Thế trong cái quyển bài giảng ấy, quyển màu trắng trắng cũng chỗ ngay trước quyển kia cả đó, cái chỗ cái đường ráp đọc đi. Khi cưa xương đùi thì sao? Có được không? Có thấy không? Không thấy á?
Trong sách bài giảng viết một câu là khi cưa xương đùi không được cưa đường ráp sau. Nghe câu đấy như nào nhỉ? Tức là khi mà cưa xương đùi thì không được cưa đường ráp, cái đường nằm phía sau ấy. Đúng không ạ? Có câu đấy đúng không? Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hiểu câu đó như thế nào? Thì rất nhiều bạn đọc nông đến mức là người ta sẽ hiểu ngay như vậy, đúng không ạ? Nhưng cái mục đích của người ta là người ta muốn mô tả một cái hiện tượng như thế này. Ví dụ như các bạn có một khúc mía, mà đâu như mọi khúc mía chưa dắp nhé, các bạn dắp gần hết khúc mía ra và còn để lại một chút cái vỏ nằm dọc theo thân mía như này, đúng không ạ? Thì nó cũng giống như là cái xương đùi và cái đường ráp gì, cái vỏ mía bây giờ nó cứng hơn đúng không? Nếu bạn cầm cái thanh mía bạn bẻ, nếu như các bạn mà cái chỗ vỏ mía còn đây, nếu bạn cầm cái bẻ, người thấy rằng là nó sẽ gãy gọn vì nó sẽ gãy phần này trước, đúng không? Gãy phần này thì gãy phần thân còn lại gì, đúng không ạ? Nó sẽ gãy thành một đường gọn. Nhưng nếu bạn bẻ đường này lại, thì sau khi mà nó gãy cái phần mía mà các bạn đã bóc vỏ rồi ấy, thì còn đến chỗ một cái vỏ mía này, nó sẽ gãy tước, nó không gãy ngay, nó tước vì nó cứng hơn mà, nó tước dọc cái thân mía cả trên cả dưới. Thế thì điều đấy cũng xảy ra nếu mà chúng ta cưa, ví dụ như là một cái người ta không bảo tồn ở chi dưới, bây giờ họ dập nát toàn bộ do tai nạn giao thông rồi, thì phải cưa cái vùng phía ngay trên đó để cứu cái phần chi còn lại, đúng không ạ? Thế thì khi ta cưa, nếu bạn đặt một lưỡi cưa từ phía trước lại như thế này, nếu bạn cưa hết cái phần mềm của xương đùi thì đến phần xương cứng, lúc này lưỡi cưa đã mòn một phần, đúng không ạ? Rồi thì khi bạn cưa này thì cái trọng lượng chi dưới này bắt đầu nó bị xoay, vì dưới bây giờ cái xương nó gãy một phần mà, đúng không ạ? Nó làm cho cái phần cứng hơn là cái chỗ đường ráp này, tước cả trên cả dưới là xương đùi, nó khiến cho cái phần phía dưới thì không sao, phía trên chúng ta bảo tồn nó lại tách cái xương ra, hiểu không ạ? Lại khiến chúng ta phải gì ạ? Cưa cái đoạn phía trên thì nó tách này, nếu ta không thể bảo tồn được sự tách đấy. Ví dụ là thế nên khi cưa xương đùi không được cưa đường ráp sau, có nghĩa người ta không muốn nói đến vị trí mà người ta muốn nói ở điểm cưa. Ngược lại tức là gì? Khi cưa xương đùi phải cưa đường ráp trước tiên, có nghĩa là cưa xương đùi phải làm cái nhầm sắc, đặt cái lưỡi cưa vào đường ráp, cưa đứt nó trước thì cưa phần xương còn lại là ok, hiểu không ạ? Nhá, chứ không được cưa đường ráp sau cùng, cái này là cấu trúc rất là cứng. Thế nào? Xuống phía dưới cũng có được cưa, nhiều người sẽ hiểu đường ráp là đường nằm phía sau đấy, là không được cưa đâu, không phải như vậy. Xuống phía dưới này thì đầu dưới của xương đùi ấy, thì nó có hai lồi cầu là lồi cầu trong và lồi cầu ngoài, và nhìn thấy là lồi cầu trong bao giờ cũng xuống thấp hơn lồi cầu ngoài, đúng không ạ? Lồi cầu trong là thấp hơn nhá. Ở giữa hai lồi cầu là hố gian lồi cầu, ở phía trên hai lồi cầu là mỏm trên lồi cầu ngoài, mỏm trên lồi cầu trong, và phía trên mỏm trên lồi cầu trong ấy, bạn nhìn thấy lồi cầu ngoài như này nhé, một khối như này, đúng không ạ? Cái lồi cầu trong này nó lại dày như này, chỗ này chính là vị trí bán của gân cơ khép lớn, người ta gọi là lồi củ cơ khép lớn, nằm ngay phía trên mỏm trên lồi cầu trong, lồi củ cơ khép lớn là nơi bán của gân cơ khép lớn. Đấy, xương đùi ta mô tả như vậy. Thứ hai, xuống phía dưới là chúng ta có xương chảy, hay là một trong hai xương cẳng chân, xương chảy và một xương đó là xương mát. Xương chảy và xương mát, đúng không ạ? Đây là các cái xương khác nhau, chúng ta sẽ có để lắng ghép được. Không, cứ tạm tạm đi nhé. Mỗi một cái xương chảy đẹp thì nó lại đấy, nó không củng bộ cái này chúng ta sẽ dùng đã. Thì hai xương cẳng chân là xương chảy, xương mát. Bạn nhìn thấy này sẽ thấy là gì ạ? Khi mà cái xương đùi nó đè lên nhè, thì cái xương nào chịu được vật chính các bạn? Xương chảy đúng không? Xương mát, bạn thấy rằng là xương mát thì chỉ chịu 1 phần 10 trong cơ thể, xương chảy chịu 9 phần 10. Vì sao xương mát lại chịu 1 phần 10? Vì nó không chịu được ở trên, nhưng nó lại chịu được ở dưới. Đây thấy không ạ? Nếu đè lên cái xương cổ chân nhé, nhá, đè lên, đúng không ạ? Nên nó chịu được 1 phần 10 ở dưới. Chúng ta nói về xương chảy đầu tiên. Xương chảy là một xương dài gồm hai đầu xương, thật xương. Đầu trên xương chảy to, đầu dưới thì nhỏ, đúng không ạ? Đầu trên to, mặt trên của đầu trên nó có hai cấu trúc gọi là mâm chảy, là diện tiếp khớp với hai lồi cầu của xương đùi. Giữa hai mâm chảy là có cái cấu trúc nhô lên trên và khá nhọn gọi là các gai chảy. Các gai chảy là để bám cổ dây chằng. Ở phía trước thì có một lồi cổ gọi là lồi cổ trước xương chảy. Đấy là ở trên tay chúng ta là cái đó. Thân xương chảy
Thân như trời làm việc đó là hình năng trụ tam giác và nó có ba mặt, là mặt trước trong, mặt mặt trước trong, mặt trước ngoài, mặt sau ngoài, nhá, ba mặt như vậy. Thì mặt trước ngoài sau ngoài nó có bờ, là bờ ngoài thế này nó sắc và nó bám, có một cấu trúc bám giữa cái bờ ngoài của xương chảy với bờ trong của xương mát, đó chính là màng liên cốt. Giống như cặp tay có màng liên cốt đúng không ạ, thì cặp chân cũng có màng liên cốt. Trong các cái ứng dụng của xương chảy thì ta thấy rằng là cái xương chảy này về cái bờ trước của nó khá là cứng, vì nó cũng tăng cứng bởi một cái cấu trúc xương tạng giống như là đường ráp, nhưng khác đường ráp ở chỗ là nó không lồi ra như thế này đúng không ạ, mà nó phẳng, nhưng nó là một cấu trúc cứng. Thế nên là khi mà người ta cắt cụt xương cẳng chân, cưa xương chân như này, thì cái chỗ cứng này nó vô tình lại trở nên một góc nhọn. Thì đúng không ạ? Chỗ này bạn thấy cái bờ nó đang hẹp đúng không ạ? Tạo một góc nhọn. Và góc nhọn đó nếu như người ta khâu ra để tạo được cái mỏm cụt, thì đúng không? Bạn thấy cái mỏm cụt đó thì giống như là đây nhá. Đây là cái xương người ta đã cắt ra rồi đúng không ạ? Hai cái xương chảy, xương mát đúng không ạ? Thế thì khi người ta kéo phần mềm xuống, người ta khâu tròn như này thì đây gọi là mỏm cụt đúng không? Thế sau người ta đút cái chi giả vào đúng không ạ? Đút chi giả đây này đúng không ạ? Thì người ta nhưng có thể đi lại được đúng không ạ? Thì đây là cái mỏm cụt. Thế thì khi cái xương chảy này nếu chúng ta cắt nó phẳng này đúng không ạ? Thì cái góc chỗ xương chảy này nó tạo thành một cạnh sắt đúng không ạ? Và nó rất dễ đâm thủng cái mỏm cụt này làm rách mỏm cụt. Đây là trong sách viết là gì ạ? Khi cưa xương chảy quý phải phạt màu chảy. Phạt màu chảy là ngày xưa các thầy hay dùng bằng dao ấy, gọt nó cho đây này đúng không ạ? Gọi là phạt. Thực ra bây giờ rất nhiều cách đúng không ạ? Người ta có một cái mài ấy, một cái đấy chúng ta mài tròn này đi đó, ok thôi. Tất cả đầu xương như là phần của đầu mài tròn nhất, có tròn. Một đặc điểm nữa là mặt trước trong xương chảy, các bạn sẽ rất hiếm khi thấy cái xương nào nó nhắc như thế này, vì mặt trước trong xương chảy nó không có cơ nào bám cả, chỉ được phủ bởi lớp da và tổ chức da rất là mỏng, nát chúng ta không sơn. Mặt trước trong xương chảy vén quần đi mà sơn, có thấy không ạ? Sơn không ạ? Phải sơn nhá, bây giờ không tiện sơn về nhà sơn đúng không ạ? Là vì sao? Là vì mặt trước trong xương chảy này nhá, nó ứng dụng rất là quan trọng cho lâm sàng, đó là trong khám hội chứng phù. Phù là gì? Phù là hiện tượng giữ nước trong khoảng gian bào, tức là giữa các tế bào bây giờ lại thêm một cái lượng dịch nữa, gọi là phù đúng không ạ? Thế thì người ta sử dụng một biện pháp có tên là biện pháp ấn lọ. Bình thường ấy, nếu bạn về bạn thử ấn vào mặt trước trong cái chày nhé, bạn ấn xuống, bạn nhả đầy ra là thấy vết lõm. Nhưng mà khi bạn nhả đầy ra cái vết lõm đầy ngay, lý do tại sao nó lõm là vì ở đó khi ta ấn vào thì dưới da có tổ chức dưới da này, một lớp mỡ mỏng này, rồi đến xương ngay. Khi ta ấn vào một cái thì cái lớp mỡ đấy nó bị cái tế bào mỡ ấy, rồi tế bào da chúng nó bị ấn bẹp xuống đúng không ạ? Và nó tính năng hồi mà khi ta nhả tay ra đẩy trở lại đúng không ạ? Thế đấy là bình thường. Nhưng với cái bị phủ khi ta ấn vào lõm sâu hơn là một, thế thì chúng ta muốn xác định là chẳng phải bị trương lên cái kéo này phải phủ đi khác ấn xuống nhả tay ra đầy ngay, cái đó gì ạ? Đấy là mỡ bày dày lên chứ không phải là bày phù, đúng không ạ? Thứ hai là ấn xuống, nhưng nhả tay ra nó không đầy lên ngay. Vì sao thế? Vì lúc này khi chúng ta ấn xuống ấy, chúng ta ấn tay xuống thì cái ngón tay chúng ta nó chiếm thể tích của cái dịch đáng lẽ nằm ở đấy, làm cho cái dịch bị đẩy xung quanh, hiểu không? Khi chúng ta nhả ngón tay ra thì dịch xung quanh nó được chảy vào để đầy cái phù, hiểu không nhỉ? Đó, vậy thì cái thời gian nó sẽ phải mất nhiều thời gian hơn, đúng không ạ? Vậy thì nghiệm pháp ấn lõm là người ta căn cứ vào thời gian mà cái hố lõm hay là cái vết ấn lõm này nó đầy trở lại. Và cái đấy thì không ai bảo các bạn là nó bao nhiêu giây cả, mà đấy là do kinh nghiệm bạn khám, đúng không ạ? Bạn tự khám với mình ấy, cái này không biết có phù hay không, không nhớ là bao nhiêu giây cả, nhưng mình nhanh vào cái nhà là này xuống khám nhận đúng không ạ? Xuống chờ mãi không khám thấy thì đây là khám phù. Tuy nhiên thì để mà khám phù cái toàn diện thì có rất nhiều là cái triệu hội chứng phù, ví dụ như phù chi dưới thôi, trong giãn tĩnh mạch chi dưới thì phù chi dưới thôi. Nhưng mà có một số bệnh phù toàn thân, ví dụ như là bệnh cơ sinh do dùng quá nhiều corticoid chẳng hạn, hoặc là do bị phù thiểu dưỡng chẳng hạn, đúng không ạ? Rất nhiều bệnh phù thì người ta ngoài việc khám mặt trước trong khi chảy ra thì người ta khám thêm một số cái nữa. Vậy thì cái nghiệm pháp
ấn lõm này nó phải có điều kiện cần của nó. Đó là gì? Đó là da, tổ chức người da, một lớp mỡ dây da phủ trực tiếp trên một nền xương. Vậy chỗ nào có? Cổ tay này. Đúng không? Móng khuỷu này. Ấn vào móng khuỷu xem. Cằm này. Đúng không? Tới cằm này. Chán này. Chán thì nó có một cái lớp cơ rất mỏng thôi, đúng không? Cơ chẩm chán ấy, rất mỏng thôi. Có má này. Đó là những nơi người ta có thể khám phủ được để xác định xem phủ toàn thân hay là chỉ phủ chỉ dưới thôi. Đầu dưới xương chày này thì nó có một mỏ, có diện dưới mặt dưới xương chày, có diện ngoài xương chày để khớp với cả xương xương mát, và có một cái mỏ lồi xuống dưới này gọi là mắt cá trong, được chưa? Mắt cá trong nhá. À, một cái thuật ngữ nữa mà chắc chúng ta hay được nghe, người ta thường gọi cái cẳng chân bằng cái từ là ống đồng hay ống quyển, đúng không? Đúng không? Tại sao thế bạn biết không? Tại sao? Tại sao gọi là ống đồng hay quyển? Đúng không? Chấn thương ống đồng hay là gì? Không liên quan gì đồng quyển. Sao? Có thấy giống cặp chân các bạn không? Chúng ta quật lại như thế này. Trên thì to, đúng không? Cặp chân này. Đúng không? Ở dưới nó cũng nhỏ, cổ chân này. Có giống không? Đó, tại sao gọi là quyển như vậy? Nó giống quyển vở khi chúng ta quật lại. Sao lại không giống? Nó giống thế nào nữa? Về kéo lên đầu gối xong rồi đứng trước gương xem quần của sách đây có giống không? Thì giống mức đấy thì cũng giống thế nào? Còn tại sao là ống đồng? Cái từ ống đồng có chữ từ ống quyển á? Cái gì cơ? Không, giả thiệt quái. Quyển là cái sách tôi nói cho tôi nhé. Không phải là hắn chiến. Ống đồng là ngày xưa cái người lính ấy, khi ra trận ấy, thì họ có mấy nơi mà mặc giáp, đó là cái phần ống chân đấy là một, và nó có một cái miếng đồng để ốp vào ống chân đấy, và ống chân đấy vào buộc ở phía sau. Không xem cổ trang bây giờ, không xem phim Tần Tử Hoàng bây giờ, và lần nào cũng thấy cảnh nó buộc phía sau này. Cái ống nó ôm lấy cái cẳng chân này xong nó buộc ở phía sau để nó không rơi ra, hiểu chưa? Lý do là như vậy nhé. Chứ không nghe thì nghe rất nhiều đúng không? Không hiểu tại sao lại có cái từ ống đồng ống quyển, đúng không? Có một cái nhóm nhà sử học này, nhà khoa học Việt Nam, mà có một cái đợt vào năm khoảng từ năm 98 đến năm 2005, là trong vòng 7 năm như vậy, họ đi nghiên cứu tất cả những cái mà nó thuộc vào những câu chuyện gọi là truyền miệng. Ví dụ như ngày xưa có nọ thần An Dương Vương, đúng không? Nghe nhiều đúng không ạ? Một phát bắn ra bao nhiêu tên, đúng không ạ? Ờ, đúng rồi. Người ta đến bây giờ, đến thời đại bây giờ, người ta không thể làm được một cái nỏ bắn một lúc ra được trăm tên. Đến bây giờ không làm được, đúng không ạ? Người ta chứng minh ngay bây giờ không thể nào làm. Sau đó là người ta cũng chứng minh được, các bạn cũng chứng minh được là tại sao. Ok. Vì ngày xưa bạn biết rồi, thành ở Trung Quốc bạn xem phim nó xây rất là cao, đúng không ạ? Thành Việt Nam thấp tè, cao có 5 mét, bắn làm sao được?
người ta dùng thế năng thay động năng đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ tốc độ 5m thì bắn làm sao được? Tốc độ 5m bắn được 10m. Thế là câu chuyện là sẽ không có cái đó đúng không ạ? Câu chuyện thứ hai chứng minh là gì ạ? Cái sức bạch đằng nó cũng cộng của sức bạch đằng đúng không? Để giặc nó vào xong nó thủy chiều nó rút ra thì là giặc bị thủng huyền đi đúng không ạ? Không chứng minh được. Lý do là bây giờ kể cả dùng phương tiện hiện đại nhất không thể đóng được cái cọc xuống lòng sông. Không sao được. Không sao mà nó chìm mà đóng được. Không có thể nổi. Nào, đóng cái nào? Lâu rồi. Ta bảo rằng là cái thời điểm mà quân Nguyên Mông sang là lúc đấy là cái sông nó mới cạn. Sông cạn thì người ta bắt đầu người ta đã xác định trước cái kế hoạch như thế rồi, thì người ta làm hạn chế cái cửa vào ấy, người ta làm hẹp lại và sau đó người ta dùng rất nhiều các cái vật liệu đá rồi thì người ta làm cái chặn nước, hiểu không ạ? Và sau đó đào hố rất sâu, vét rất nhiều là phù sa và đào hố rất sâu, cắm cọc gỗ lim vào. Đồng thời với việc là gì ạ? Các cọc này đều được ghim bởi các cái khối đá rất là nặng xung quanh để khi mà nước tràn vào nó không bị nổi phành lên. Gỗ lim đương nhiên nó nặng rồi nhưng mà nó vẫn phải có một cái phần nào đó thì khi nước vào nó sẽ khi nổi lên thì người ta làm cái đó và sau đó người ta tháo lại cái kia ra, đúng không ạ? Thì các thầy bảo ngày xưa mình bảo giỏi thân. Tính tấn công như bao giờ mình biết rồi, đường nào mình đã biết rồi. Cái câu chuyện mà thì người ta chứng minh, nhưng mà tất cả chỉ là giả thuyết, không có một cái cách nào để chứng minh được xác thực hay không. Thì không còn những cái câu chuyện đấy nữa, không còn cọc gỗ, không còn đá để níu cả một cái. Và ngày xưa người ta có một cái câu, một câu dùng ngữ này: to như tiếng chảy kình. Nghe có đấy rồi chưa? Kêu to như chảy kình. Trong ca dao tú Việt Nam có câu đấy, kêu to như tiếng chảy kình, đúng không ạ? Vậy người ta bảo chảy kình như thế nào? Và chính như ông Nam là cái ông về từng địa phương để ông hỏi chảy kình là như thế nào, thì ông hỏi một câu rất là dài. Chảy kình là một cái người ngư dân là lâu năm đưa vào chảy kình là xưa khi con cá chảy, cá chảy chính là con cá nhà táng, chứ không con cá chảy mặt đỏ. Cái nhà táng có đùm ấy, cá voi ấy, nó đuổi cái con hải cẩu. Hải cẩu thì ngày xưa dân mình gọi là con cá kình ấy, con cá kình thì con cá nhà táng nhận nhầm. Còn con hải cẩu thì gọi là con cá chày, vì trông nó giống cái chày ấy, cái đầu nó tròn, cái người nó tròn này. Thì đúng không ạ? Con cá kình đuổi con hải cẩu, hiểu không ạ? Thì con hải cẩu nó kêu, tại con cá đâu kêu được, đúng không? Đó, thế thì người ta chứng minh được rằng là ngày xưa khi mà cái thế kỷ trước nữa thì Việt Nam là một cái nơi đất là đất nhiệt đới nhưng mà nhiệt độ dưới rất là thấp, không quá cao, thì người ta chứng minh là hải cẩu chỉ sống nhiệt độ dưới 20 độ C, đúng không? Thế nên là Việt Nam mình tuy nhiệt đới nhưng mà có những cái vùng mà nhiệt độ rất là thấp đó, và hải cẩu có sinh sống ở vùng ngoài khơi Việt Nam. Đúng ghê không? Thôi đặt màn thôi rồi đặt màn đã được vậy, đặt màn nào. Chúng ta có xương mát là một xương dài, đúng không ạ? Hai đầu xương và thân xương, thế là phía trên này nó sẽ có khớp với cả xương chảy nhá. Đây là khớp chảy mát, còn là khớp chảy mát trên, và phía dưới gọi là khớp chảy mát dưới. Thế nào, cái thân xương mát thì nó cũng là một cái hình đang tam giác được mô tả là như vậy, nhưng mà thân xương mát rất là nhỏ thì nó chịu được ít, đúng không ạ? Xuống dưới thì cái phần đầu lưỡi xương mát nó nhọn và nhô dưới tạo nên mắt cá ngoài, và cùng với cả xương chảy thì nó tạo nên một cái gọi là mộc chảy mát. Mộc là gì? Gọi là mơ đâu. Mộc có nghĩa là đấy là cái thuật ngữ của dân làm mộc, giống như là cái giường ấy, khi mà đúng không, cái giường có chỗ người ta quét lõm vào gỗ này, đây này, người ta quét lõm vào như này. Như vậy, đúng không? Rồi có một miếng gỗ như này để nó khớp vào, đặt khớp vào đây, thì đúng không? Thì cái này gọi là mộc, nó ôm lấy một cái giường rất là nhiều, cho nó đặt sát giường xuống, đúng không? Thì người ta gọi cái này là mộc chảy mát, cái thuật ngữ ngày xưa nghe người ta nói nhiều, bây giờ người ta sẽ nói là nó tạo nên cái khớp cổ chân thôi, tạm chẳng nói là mộc gì cả, thường.
phải để thế để cho nó dễ nhớ nhé. Thế thì chúng ta thấy rằng là vì cái xương mát này chỉ chịu 9/10 lực của cơ thể, nên là người ta có thể sử dụng xương mát này để đặt một vị trí khác, và người ta cưa xương mát ra một phần đó, người ta thay vào xương cẳng tay nhé. Ví dụ như là dập nát cái xương cẳng tay còn tồn được thì nó ghép xương tự thân cạnh để cắt xương mát. Sau đó người ta chỉ bo tròn hai đầu thôi, và đặt một cái, bây giờ thì họ đặt thêm một cái nữa, đó là nó giống như là cái chụp ấy, tròn nhé, nó đỡ lấy cái đầu trên và đỡ đầu dưới, ở đây đầu chỗ mà người ta nới ra hiểu không ạ, để cho nó vừa đấy, mình đặt cái chụp vào đỡ đầu trên vừa dưới. Xuống phía dưới là các cái xương ở cổ chân, thì có xương sên này, xương gót này, đúng không ạ, cái xương hộp ở đây, xương hộp đây, xương hộp này, xương ghe này, đúng không ạ, xương trên 1, 2, 3 này nhé, hay là xương trên ngoài giữa trong tùy cái cọng, đúng không ạ, thì đây là các khối xương cổ chân. Khác xương cổ tay nó tạo thành hai hàng, đúng không ạ, thường người thắp động thang thêm cả móc chưa nào, xin nghe bây giờ hai hàng mà thuyền nguyên tháp động thang thê cả móc từ ngoài vào trên xuống, đúng không ạ, rất là dễ nhớ, đọc 2-3 lần là nhớ. Đây các xương đốt bàn đốt ngón thì giống như là ở bàn tay, đúng không ạ, tức là các cái xương gọi là xương nặng, và đấy là các cái xương của chi dưới nhá. Chúng ta có một cái phần nữa là khớp chi dưới. Khớp chi dưới thì có hai khớp chính mà phần mô tả đây, đó là khớp hông hay là khớp há và khớp gối, được chưa? Vậy thì khi trả lời một khớp nào, trước các bạn có bài khớp rồi, khớp trên rồi nè, khi trả lời một khớp thì đầu tiên là gì? À, một câu hỏi một khớp, trả lời nhau. Em hãy trình bày câu bài. Cô im à? Diện khớp. Diện khớp. Diện là mặt, đúng không? Khớp là mặt khớp gì? Vậy thì cách nhận biết diện khớp đó là diện khớp bao giờ cũng được ba chấm. Nào, sự trí tuệ nào, nào các diện khớp thì nó phải có cái gì? Diện khớp là hai cái đầu khớp nó đúng rồi, được bao bọc bởi xương. Diện khớp là đúng không? Phần đầu xương được bao bọc bởi xương. Cứ chỗ nào có xương thì chúng là diện khớp. Còn đặt ngoài cái tay, ngoài cái đầu xương, đúng không? Đúng không? Đầu xương bao bởi xương, đó là gì? Nha. Thứ hai này, các phương tiện dưới khớp. Đúng rồi, phương tiện dưới khớp. Phương tiện dưới khớp gồm có xương sắt, bao khớp này, dây chằng này, đúng không? Dây chằng. Thứ ba, cái khớp ví dụ như khớp khuỷu này, khớp vai này, khớp cổ tay này, khớp gối này, những cái khớp này gọi là khớp gì nhỉ? Tên chung là khớp gì nhỉ? Khớp động đúng không? Còn có tên, còn có cái khác là cái gì nữa? Tên khác là gì? Khớp gì nhỉ? Đúng rồi, khớp mặt chính. Thế thì thứ ba bao giờ là mặt chính. Mặt chính của khớp nó nằm ở đâu? Đúng không ạ? Nó bao bọc cái gì? Ý thứ tư này, ý thứ tư hết phần cấu tạo rồi, à, đúng không ạ? Khớp thì tác gì? Vài ví dụ khớp vai thì tác gì bạn? Khớp vai thì tác gì? Vai thực hiện tác gì? Không phải ông cứ xoay thế này đâu nhá, nhá. Ông bị gọi là gì nhỉ? Khớp vai bị liệt, tổn thương, ông không vận động được, nhưng mà ông cứ cầm nó quay, nó cứ quay như thường nhá. Được không? Vậy tao bình thường nó phải là gì? Hả? Ví dụ như là gì? Giờ cái gì? Nâng ở thế này đi. Hả? Đúng rồi, đưa ra trước. Như vậy ngược lại sẽ là? Đưa ra sau. Thế là gì? Đưa ra sau. Ba được. Đưa vào trong hoặc là khép, đúng không ạ? Đưa ra ngoài hoặc là giảm. Một động tác nữa, còn một tác nữa khớp vai. Đó là gì? Làm thế nào? Khớp vai và trên đường động tác nữa. Đó là gì? Xoay trong và xoay ngoài. Làm như nào? Có ai làm được không? Đây này. Nếu bạn xoay trong nhá,
đầu tiên là bạn phải khóa gốc cử đã bằng cách là thân cất. Còn nếu bạn duỗi ra như này, khi bạn xoay trong này nó sẽ dẫn động tác sấp ngửa cả tay, thấy không? Dẫn ta sấp ngửa này, bạn khóa lại nhé, xoay trong này, đó, xoay trong không? Xoay ngoài này, đúng không? Đó nhá. Sau này khi mà các bạn xong qua chấn thương ấy, nếu mà gặp một người tổn thương cơ vai, cái điều bạn cần phải làm là đưa về cái vị trí giải phẫu của nó. Nhưng một điều rất quan trọng hơn là gì ạ? Phải giữ được cái chức năng sinh lý của nó. Thì bạn người ta sẽ nói bạn luôn là gì? Xoay trong được 30 độ, xoay ngoài được 30 độ. Để khi các bạn xong xuôi rồi đúng không? Bạn bảo tôi chữa xong rồi. À, bác sĩ vớ vẩn, ngày xưa tôi xoay cái này các bạn. Xoay ra sau, xong giờ bác sĩ xoay đây. Ông vớ vẩn sách như này. Ghi chỉ xoay này thôi. Ông dị dạng tôi biết. Các bạn, tôi làm được đúng như ông xoay này là chỉ nghĩa đúng rồi thì không ạ. Sách hết như vậy, tôi xoay ngoài là 60 độ, thế như vậy, thì là 60 độ. Đúng không ạ? Ba là chẳng nhá. Ba, thứ năm là gì ạ? Mạch máu. Đúng không ạ? Thần kinh. Thế thế nào? Nếu ta chẳng được đăng ký cái này, khớp nhá. Vậy thì ta nói về khớp háng à? Khớp háng thì khớp là gì? Diện khớp bao giờ cũng sẽ có hai đầu xương được khớp nhau đúng không? Vậy thì một đầu gọi là đầu trung ương và một đầu gọi là đầu ngoại vi. Diện khớp trung ương đó chính là cái phần diện khớp mà nằm ở ổ cối đúng không? Nhưng không phải tất cả ổ cối này đều được bọc bổ sung, mà các bạn nhìn lên này, nó chỉ có một cái phần mà nó nhẵn nhẵn ấy, gọi là gì nhỉ? Diện nguyệt đúng không ạ? Là phần mà nó được bọc bổ sung thôi. Còn đáy ổ cối nó xù xì như này, đương nhiên là không phải nơi mà có thể tạo được một cái vận động trơn tru được đúng không ạ? Vậy thì đáy ổ cối không phải là một cái thành phần của diện khớp mà chỉ có diện nguyệt thôi. Đấy là phần ở trung ương. Còn ngoại vi thì sao? Ngoại vi thì sao? Chỏm xương đùi loại trừ cái gì? Đúng rồi, hỗ trợ bốn chỏm xương đùi nhá. Nhân tròn đám đấy là diện khớp. Thứ hai là phương tiện diện khớp, bao khớp thì sao? Bao khớp của khớp háng đặc biệt ở chỗ là ở đầu trung ương thì nó bám xung quanh viền ổ chảo. À chưa, viền ổ cối. Mà viền ổ cối nó giống như là cái viền ổ chảo ở chỗ là gì ạ? Nó được dày lên làm dày lên bởi một cái tổ chức sụn có tên là số 4 sụn viền nhá, sụn viền đúng không ạ? Thế thì cái đầu trung ương nó bám xung quanh sụn viền này, nó đến bám ở ngoài vi như sau này. Bám ngoài vi ở phía trước này thì bao khớp nó đến bám cái đường gian mấu, thấy không? Bám đường gian mấu. Như phía sau này nó chỉ bám 2/3 bên trong của cổ xương đùi thôi, thấy không? Thấy trên lệch thấy không? Nếu nó bám đến mào gian mấu nhé thì trước sau như một đúng không ạ? Cùng một vị trí. Nhưng mà phía trước bám đường gian mấu, phía sau chỉ bám 2/3 đây thôi. Nhá. Nên là có một cái chỗ gãy là gãy sát với cả cái mấu chuyển lớn và mấu chuyển bé, tức là sát cái mào gian mấu này nhá. Gãy sát mào gian mấu thì cái chỗ gãy đấy ấy, ở phía sau thì nằm ngoài bao khớp. Nhưng phía trước lại nằm trong bao khớp. Thấy không? Khác biệt thế nhé.